Xin chào cả nhà đang xem kênh Gia Đình Vui Vẻ Của Tâm Tâm. Đầu video Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và vui vẻ đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì trong video này, vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 thì Tâm xin chia sẻ đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn về tình hình triều cường tại thành phố Cần Thơ, đường phố Cần Thơ trong những ngày này. Hiện tại thì mình đang đi ngang ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Mậu Thân hướng lên Võ Văn Kiệt thì mình thấy là nước ngập khá là nhiều ngay chỗ ngã tư chạy xuống Mậu Thân. Còn nhìn qua bên đây Nguyễn Văn Cừ thì ở phía đoạn đầu cũng có ngập nhiều nha mọi người. Mé ở bên trong hai bên đường thì sẽ ngập, ở chính giữa ở giải phân cách thì sẽ đỡ hơn, mình có thể chạy ở trên đó, chạy ở gần đó. Tâm sẽ chạy hướng thẳng lên trên hướng đường Trần Việt Châu và Cách Mạng Tháng 8. Ngày hôm qua là ngày rằm tháng 8, tức là ngày 29 tháng 9 thì nước cũng ngập khá là nhiều rồi. Và hôm nay thì sẽ còn ngập nhiều hơn nữa đó cả nhà. Và 17 thì còn nhiều hơn những ngày trước đó nữa. Cho nên là cả nhà nếu như mà có di chuyển ra ngoài tham gia giao thông thì tranh thủ mình nhớ những cái giờ lịch triều cường của Cần Thơ vào những ngày này. Thì hiện tại là tầm khoảng 6 giờ 45 buổi sáng thì mình thấy nước cũng còn đang ngập nhiều nha. Thì trong vòng từ tầm khoảng 5 giờ 30 cho đến 7 giờ thì là tình trạng sẽ có nước ngập triều cường vào buổi sáng, và buổi chiều là 16 cho đến 18 giờ chiều. Thì cả nhà nhớ lưu ý những giờ đó khi mà mình di chuyển ra ngoài, và những tuyến đường giống như là Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo hoặc là các đoạn ở phía trên như là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngô Hữu Hạnh thì sẽ có ngập nha cả nhà. Ở phía bên kia đường thì mình thấy nước ngập nhiều hơn so với bên này ha. Do là đường không có bằng phẳng cho nên là nước ở dưới cống nó lên, mình sẽ thấy là mỗi một bên thì nó khác nhau. Bên này thì nước cũng bắt đầu nhiều hơn so với đoạn lúc nãy rồi nè. Mọi người thấy là ai cũng chạy khá là chậm và chạy rất là từ tốn. Thì đó thể hiện ý thức tham gia giao thông của người dân Cần Thơ ha mọi người. Bây giờ mình chạy lên hướng ở trên này là gần tới ngã quẹo vào Trần Việt Châu rồi. Ngay chỗ quẹo này thì mình thấy nước ngập nhiều hơn nè. Mình sẽ phải chạy qua đoạn này ngập khá là nhiều. Và hôm nay sáng thứ Bảy thì mình cũng cần phải mua một số đồ, cho nên là mình phải chạy lên trên hướng ở đây. Và cả nhà thấy là khi quẹo vào Trần Việt Châu rồi, ngay chỗ gần chợ thì nước ngập còn nhiều hơn so với trước đó nữa. Mình sẽ phải chạy ở chính giữa của con đường ha. Công việc bán buôn thì cũng khá là khó khăn. Kết hợp với sáng nay thì trời mưa, mặc dù là mưa không lớn nhưng mà cũng ảnh hưởng khá là nhiều tới việc di chuyển đó cả nhà. Bây giờ mình đang đứng ở ngã ba Phạm Ngũ Lão và Cách Mạng Tháng 8. Ở đây có cái nhà thờ đang tu sửa, nhìn rất là đẹp luôn. Đó cả nhà. Rồi mình sẽ đi qua đường. Trước mắt mình thì nước cũng ngập ít rồi. Để mình xem thử. Ôi đằng kia kìa cả nhà ơi. Đi lại chỗ quầy bánh Trung Thu mình đứng trú cái đi. Cả nhà thấy nước ngập, nó che ướt cái máy quay của mình luôn. Để mình tấp vô đây mình lau cái máy. Rồi đi tiếp, kiếm một cái chỗ nào đó để mình đứng cho nó an toàn. Nước sóng đánh vô tới trong vỉa hè luôn. Ôi. Rất là dơ luôn nha mọi người. Sẽ đứng đây quay cho mọi người xem. Bây giờ là 7 giờ 5 phút. Thì nước hình như cũng đang bắt đầu gút xuống á, chứ không có dâng lên nữa. Rồi cả nhà thấy là nước Hòa Hảo là còn dữ nữa. Mà tại vì mình đứng đây đi, tại vì mưa quá. Cách mạng tháng 8 thì hình như là chưa có nâng cấp, cho nên là mình thấy vẫn còn ngập như cũ. Còn tuyến đường Nguyễn Nhân Cự thì từ sáng, hồi sáng mình đi chạy xe lên đó thì thấy là hiện tại là đường Nguyễn Nhân Cự là không có ngập, chỉ có ngập đoạn từ phía sau Mậu Thân trở lên đây thôi. Wow. Mới bước ra nước nó nhiễu cái tạch. Ở chính giữa là nước nó cạn hơn á, mà còn vậy đó. Sóng đánh dạt dào luôn đó cả nhà ơi. Hiện tại bây giờ là ngày 30 tháng 9. Tại bữa nay là 30 tháng 9 là nhằm 16 mà nước còn dữ vậy nè. Ôi. Sao đi đi. Chỗ này là Bệnh viện Hòa Hảo. Cái cô nãy cũng đi được. Wow, lên bờ rồi. Mình sẽ trú ở đây một xíu. Mình đứng đây quay cho cả nhà xem. Bây giờ là nước bắt đầu rút xuống chứ không có lên nữa, mà di chuyển cũng rất là chậm luôn. Đây là đường Cách mạng tháng 8 ngay chỗ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo. Hôm nay là ngày 16 âm lịch thôi, 16 tháng 8 âm lịch. Ở đây là tình hình hiện tại ở Cần Thơ nha cả nhà ơi. Cần Thơ sóng đánh dạt dào. Thì đoạn đường Cách mạng tháng 8 là năm nào cũng ngập nặng hơn so với những đoạn khác. Mậu Thân những cái ngôi nhà trong hẻm cũng bị ngập. Nhất là ở hẻm nhỏ là sẽ dễ bị ngập, tại vì đường lớn thì người ta nâng cấp đường lên cao so với lúc trước á, cho nên là thành ra nước ở hẻm nhỏ là sẽ dễ bị ngập nhiều, nặng hơn so với năm trước nữa. Xe đó đang đi rất là chậm luôn, hai bên đối đầu với nhau. Chạy chậm thì thôi, chứ chạy nhanh là thấy nước nó dữ lắm. Chú này chạy nhanh thấy nước nó cuộn lên, nhưng mà nó rút hơn so với lúc nãy mình mới bước ra. Vừa mưa lâm gâm nè, rồi vừa nước ngập nữa, combo. Mưa lâm gâm còn đỡ, chứ mưa lớn như mấy bữa thấp thì còn khổ nữa. Mà bây giờ là 7 giờ, khoảng 7 giờ 15 20 á, mà nước vẫn còn nhiều nha. Chắc tầm khoảng 8 giờ thì mới rút hết. Hai cô chú nó đang không biết rửa chân hay là lội qua đường. À, đi qua đường. Chiếc xe màu cam ở đằng kia chạy quá trời luôn, làm cho nước lên tung tóe. Do là nhanh, chạy nhanh đó mọi người, nên là nước quá trời luôn. Ồ, xe buýt kìa. Xe buýt có vẻ là phương tiện lưu thông an toàn nhất cho chúng ta trong lúc hiện tại. Tại vì đi xe buýt đó thì nó cao, nó không có sợ ngập, ngồi cho nó cũng khỏe nữa nè mọi người. Chính xác là xe buýt là lựa chọn an toàn nhất á. Giờ nước cũng đã rút bớt rồi mọi người, nhưng mà ngay chỗ đầu chợ là vẫn còn rất là nhiều nha. Mẹ quê đang mua heo quay ở sạp thịt heo Hào Liên ở ngay đầu đường Trần Việt Châu á. Thì ở đây heo quay rất là ngon, nên lần nào nhà mình có đi lên chợ này thì cũng ghé mua ủng hộ. Cả nhà nhớ có, nếu mà có đi ngang đây mà muốn ăn heo quay thì nhớ tấp vô đây nha. Có số điện thoại ở bên dưới có nhận đặt heo quay cúng luôn đó cả nhà. Rất là ngon luôn. Để mình vô quay. Mẹ quê hôm nay. Ở đây có heo thường với heo gừng phải không chị? Dạ. Hấp dẫn quá cả nhà ơi, thơm lắm luôn. Đi nhà chị Liên chặt giùm luôn. Điện thoại cả nhà đặt hàng heo quay cúng đắt tiền có thể gọi nha. Đây là địa chỉ luôn. Địa chỉ này là ở trong chợ, còn địa chỉ ở chỗ bán này là ngay đầu chợ, đầu đường Trần Việt Châu quẹo vô, Nguyễn Nhân Từ quẹo vô là thấy. Thôi thì bây giờ nước cũng đã rút bớt rồi mọi người ơi, thì cũng tầm khoảng 7:30 rồi, thì chắc là Tâm sẽ xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Tâm xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Thì Tâm cũng sẽ tiếp tục, nếu mà có khả năng thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới về tình hình chiều cường, nước ngập ở Cần Thơ, chia sẻ đến cả nhà luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và cả nhà nhớ like, share và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm Tâm nha.